Chuẩn bị động tác, các bà hãy kiếm một cái ghế hay vật gì đấy thật vững để tựa lưng. Chọn cái cao cao vừa tầm ngang người thôi nha, đừng cao quá khó tập đấy. Sau đó các bà hãy ngồi như tôi đang làm đây nè. Hai bàn chân của chúng ta sẽ đặt ngang vai, mũi chân hướng ra ngoài và gối mở căng. Bắt đầu động tác. 1. Gồng cổ. 2. Ưỡn ngực khóa vai. 3. Gồng chặt bụng. Bạn nào chưa biết gồng bụng và gồng cổ thì xem lại các clip trước của tôi nha. 4. Siết chặt mông, đẩy hông lên cao cho đến khi người tạo thành một đường thẳng. Đừng ừ. ai cố tình ưỡn lưng lên nha, đau lưng đấy. 5. Giữ mông chặt từ 2 đến 5 giây rồi nhả từ từ đưa mông về vị trí ban đầu. 6. Thở ra và kết thúc động tác. Hip thrust là một bài tập cực lý tưởng để tăng size mông. Mới tập các bà hãy tập chạy trước cho đúng kỹ thuật đã nha, không dễ chấn thương là khổ lắm đấy. Bài này quá dễ phải không nào? Chúc các bà thành công và có bờ mông căng tròn nha. Các bà có bất kỳ thắc mắc gì về tập luyện và ăn uống hãy đặt lại câu hỏi ở bên dưới cho tôi nhé. Chan Fitness giúp bạn có body thon mạnh, không vâm đồ.